Xin chào cả nhà. Có ai đang online không? Tôi chơi với Sam nha. Hello. Chào chế Trà My, bé chế Trà My là vô sớm nhất nè. Thanh Nga Guinness, chào em. Nhi Thảo, hello Lê Quốc Tuấn, Quốc Thái, chào em, chào Huỳnh Phương Ly. Chào bé Như. Ồ bé Như, Như với Huyền ơi, chi phí của cái hôm đó đó, thì để chị sẽ liên lạc hai đứa, chị sẽ chuyển khoản cho hai đứa nha. Tại vì mới vừa hoạch toán bên chương trình xong thôi, cho nên là bây giờ mới thanh toán được cho mọi người. Nguyễn Phú, hello. Huỳnh Phương Ly, hello hello. Nguyễn Trương Thiên Nga, chào bé. Nguyễn Trương Thiên Nga là cái live trước cũng có vào nói chuyện với chị nữa nè, chị nhớ nè. Đúng rồi, Thiếm Kim Chi hôm nay là mọi người gặp lại Thiếm Kim Chi. Hôm nay là Sam để tóc nè, là mặc đồ rất là giống với lại nhân vật Kim Chi, mọi người có thấy quen không? Rất là giống với nhân vật Kim Chi mà trong gia đình số 1 mà mọi người đã từng thích. Hello Cẩm Thu, chào nữ trăm nữ. Hạnh Phong Huỳnh, cảm ơn bạn nha. Chào lặng em hả? Long điêu khắc, thank you. Cảm ơn Tony Nguyễn. Anh Kim, hello em nha. Chị ơi, gọi tên em đi hả Ngân Ngân? Đây, chị đây. Hôm nay trong cái livestream này thì Sam sẽ có một cái món quà đặc biệt dành cho mọi người nha. Nhưng mà mọi người chờ đợi một chút xíu, lát nữa Sam sẽ bật bí cái món quà mà ngày hôm nay Sam sẽ dành tặng cho các bạn này xem livestream của Sam nha. Các bạn hãy cố gắng coi đến, nhớ là theo dõi đến cuối livestream nha. Sam sẽ bật bí cái quà mà ngày hôm nay Sam tặng cho mọi người nha. Triệu Khánh Hà, chào em. Trẻ quá lại xinh nữa, cảm ơn bạn. Hồi trưa em có xem Giang Niu nè, Thanh Nga Guinness. Đúng rồi, chị cũng có nhớ bé hồi trưa có xem cà phê trưa đúng không? Cái chương trình hồi trưa mọi người có ai xem không? Mọi người điểm danh đi nè. Chị rất thích em những chương trình sàn đấu ca từ dễ thương lắm. Tâm Hăng, dạ em cảm ơn chị ạ. Em thực sự là khi mà nhận được những cái lời khen từ quý vị khán giả thì không có gì hơn là em rất là hạnh phúc. Và em lấy đây sẽ làm động lực để cho em sẽ cố gắng hơn nữa trong cái lĩnh vực MC mà em đang lựa chọn. Có thể là tại vì em cũng là một MC tay ngang, cho nên là thật ra là em cũng không có được đào tạo qua trường lớp, không có bài bản, không có kỹ năng tốt. Những gì em đang làm là những cái rất là bản năng của mình. Và em biết là em sẽ còn rất là nhiều khuyết điểm, sẽ còn những cái vụng về, những cái không có được tốt. Nhưng mà em sẽ cố gắng trau dồi mỗi ngày để mình có thể tốt hơn. Và khi mà nhận được những cái lời khen, từ động viên, từ quý vị khán giả thì đối với em á, đây là một niềm rất là hạnh phúc. Cảm ơn chị Tâm Hăng rất là nhiều. Ngọc Hân, em có xem nữa nè. Ngọc Hân, xem cà phê trưa đúng không nè. Ngọc Xuyến, chào bé. Mi Nương, hồi trước em cũng có xem Duyên Lâm, em cũng có xem hả. Dạo này chị bơ em quá nè, mỗi lần livestream vô sớm mà chị đều nói là bé Ly là hay vô xem sớm. Chị nhớ bé nhất bây giờ, em được nhắc nữa rồi. Trời ơi, Phương Ly à, cái like nào chị cũng gọi tên em như là mưa vậy đó mà. Nói chị như vậy chị giận đó nha. Chị nhớ là chị hay gọi tên bé lắm, mà cái like trước chị cũng có gọi tên nữa. Hôm nay tại vì cái này là cái make up từ hồi sáng đi công việc tới bây giờ, cho nên là vẫn còn make up. Vẫn còn make up đi công việc. Hôm nay là vẫn còn make up đi công việc. Chị, ca anh nhà ở đâu nữa đi hả? Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim tôi. Chị dẫn chương trình dễ thương Lâm Võ, cảm ơn bé nha. Hồi trước em cũng có xem chị lái xe với lại Đức Mẫn, cười quá trời luôn.
Ồ, mọi người hồi trưa có xem cái chương trình Cà phê trưa đúng không? Hai đứa nhỏ kia nó nói là nó nhớ kịch bản nhưng mà cuối cùng có một mình nhớ à. Hai nhỏ không nhớ gì hết trơn á. Trong khi đó là một cái phân đoạn mà Sam rất là thích cho nên là Sam nhớ rất là kỹ. Chị Sam nghĩ sao về diễn viên anh Đức à? Anh Đức là một người rất là dễ thương, ga lăng, hài hước và duyên dáng. Hồi trưa em cũng có xem nữa Ngọc Mỹ. À, cả nhà mình hồi trưa có xem Cà phê trưa nhiều quá nha. Cảm ơn nhà mình nha. Em tên là Lặng chờ nha chị chứ không phải là Lặng. Em tên là Lan hả? Em tên là Lan chứ không phải là Lặng hả? Em mới xem Cà phê trưa xong. Chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh. Đang đâu rồi, có vui không chị? Khi nào về? Like nào em cũng xem mà chả khi nào thấy chị chào em hết. Huỳnh Thị Kim Cương. Đây chị đây, sorry bé nha. Đôi khi mấy cái comment nó trôi nhanh á, thì chị có thể là đọc sót những cái comment của một số bạn, cho nên em đừng có buồn ha. Cái nào có chị em cũng xem hết. Cảm ơn Dương Bắp nè. À, chị ơi, Nhân Châu Thục Nhân hả? Chào em nha, chào chào bé Thùy Trang nè, sao gọi hoài mà không thấy gọi một lần. Lý Hoàng, chào bé nha. Hồi trước Lê Hồng, ngày trước thấy chị làm MC hơi chán nhưng mà mấy show gần đây chị tiến bộ hẳn, xem càng ngày càng thích. Cố lên nha, chị xinh đẹp. Cảm ơn Lê Hồng nha. Chị sẽ cố gắng hơn nữa để mỗi ngày sẽ càng tiến bộ hơn, để không có phụ lòng các bạn khán giả. Hòa Cơ, chị yêu anh Huy đi à? Trời ơi. Trúc Mai, chị đây. Hồi trưa em có xem Cà phê trưa mà em xem có một chút xíu rồi đi học. Ồ, tại vì chị nghe nói là hình như là các bạn chuẩn bị thi học kỳ đúng không? Các bạn mà đang ở tuổi đi học nè là chuẩn bị đến cái mùa học kỳ rồi. Cảm ơn Lan em nha. Ủa đang Sài Gòn hả Hoàng Anh? Ủa là sao? Sao em nhớ? Sao chị nói chị đi tới 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 8 ngày mới về mà? Hả? Kỳ vậy? Để em xíu nha, lát em gọi lại nha. Em like sao em gọi chị liền. Còn Huy thì sao hả? Anh Huy hả? Anh Huy là một người rất là đẹp trai, dễ thương, hoạt bát, vui vẻ và đáng yêu. Nói chung là khá nhiều điểm cộng mà. Em nhắn chị 10 lần là Dương Lê Thanh, chị đây. Xuân Rang Rẻn, chị đây. Chào bé nha. Hồi trưa xanh dễ thương, cảm ơn Dũng Hồ. Không lần nào chị chào em. Mỹ Nhiên, sorry bé nha. Trưa em xem 5 phút mà thôi, vẫn xem like chị đấy. Chúc em thi tốt đi. Chúc bé Linh Nguyễn thi thật tốt này nha. Mai em thi đúng không? Cố gắng lên nha. Lát nữa xem livestream xong thì nhớ ôn bài thật kỹ nha. Em nhớ tập đó, chị coi đến nỗi thuộc hoài luôn. Đúng rồi, Thanh Nga Ginh. Tập đó là chị rất là thích cho nên là chị coi rất là nhiều luôn. Em nay cũng xem mà chị không nhắc em Hoài Cơ. Thì mấy bé nói chị mới biết đi nè. Dũng Môn, chúc chị thành công hơn. Cảm ơn Dũng Môn nha. Chị sao chị không thấy em chào chị nãy giờ Hồng Phượng, bây giờ chị mới thấy nè. Chào bé nha. Chưa bao giờ chị Sam chào em. Thu Ngân, rồi chị đây. Khổ thân quá. Có khi là chị sẽ bỏ bị cái comment nó trôi đi thì chị bỏ sót những cái comment của bạn nào thì bạn nó đừng có buồn chị nha. Phim nếu biết trước ngày mai chị diễn dễ thương. Phim nếu còn có ngày mai chứ không phải nếu biết trước ngày mai nha Hoài Nam ơi. Phim đó là cái vai diễn của Sam là tên Ngọc. Và đó cũng là một trong những cái vai diễn mà khá là cực nha. Tại vì đó là một bộ phim mà Sam quay rất là cực, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vai diễn đó Sam khóc rất là nhiều. Và diễn cảnh khóc thì rất là mệt. Không bao giờ được chị chào Hóa Phạm. Chào bé nè. Chào Lê Thị Ngọc Ánh, thấy chị làm MC bị mấy anh chặt chém mà tội nhưng mà nhìn dễ thương. Cảm ơn Huỳnh Thị Kim Cương nha. Thật ra là mọi người, mấy anh cũng chẳng có ý chặt chém chị đâu, cũng là kiểu ghẹo cho vui vậy thôi, chứ mọi người thì ở bên ngoài thì anh em vẫn vui vẻ với nhau lắm.
Ở chỗ chị mua không mà Xuân đang rẽn có nha. Mới mưa rất là lớn và cái đường nhà chị ngập như sông luôn hồi nãy lúc mà chị đi về á. Dũng Hồ, thấy cái gì vậy Dũng Hồ? Hâm mộ lâu lắm rồi, giọng nói hay thì cảm ơn Nguyễn Trọng nha. Em xem thấy chị không chào em cũng hết giận chị luôn. Hình thì anh Thư, chị đây chị thấy em rồi. Chị chỉ cần sửa một chút xíu là nói to giọng chị bị rung. Chị mà sửa cái đó là ok luôn. Lan em, chính xác nha. Bé Lan em này là rất là để ý một cách chính xác nè. Đó là một cái khuyết điểm của Sam. Tại vì cái chất giọng của Sam á, cái giọng mà cái này chắc là cần phải luyện tập. Tại vì cái này nếu mà nói là cái chất giọng nguyên thủy của Sam thì không có khỏe. Chất giọng của Sam rất là yếu. Mỗi khi mà Sam lớn thì nó sẽ bị rung. Đó là cái chất giọng gọi là kêu sao ta, cái chất giọng sẵn của mình là như vậy rồi. Thì để thay đổi tốt hơn thì Sam nghĩ là Sam cần phải học hỏi và phải tập luyện nhiều. Nhưng cái này thì mình phải tập. Chị nghĩ gì về Gin Tuấn Kiệt hả? Gin Ki Hải Anh nè. Gin hả? Gin là một người em rất là dễ thương. Chị thì cũng hơi khó tính nó thật sự, nhưng mà nếu mà nói về những cái nếu mà nói về Jin á thì chị đánh giá Jin là một cái những cái người em rất là dễ thương nè, rất là lễ phép nè, ngoan ngoãn nè. Đó là đang nói về những cái về tính cách, rồi đẹp trai, ga lăng, hát hay, đó. Nhưng mà Jin được một cái là rất là ngoan, rất là lễ phép và rất là dễ thương. Đó là những cái mà Sam rất là ấn tượng về Jin. Ơi dạ, trời ơi, nãy giờ chị ơi, chị thấy tóc nào cũng hợp với chị đừng có để mái xéo nhìn không phù hợp với chị. Ôi, chị để mái xéo hả? Mái xéo là cái mái mà ngắn ngắn đúng không? Tại mọi người biết sao không? Tại vì á, cái trán của Sam không có được cao, cho nên khi mà Sam để cái mái thấp như vậy nè, nhìn mặt Sam thứ nhất là sẽ bị trẻ con, thứ hai sẽ bị rất là tròn. Cho nên là Sam phải để cái mái cao lên như vậy. Nhưng mà đôi khi vẫn muốn thay đổi, mọi người, đôi khi vẫn muốn là tại vì mình luôn sợ là mình sẽ bị nhàm chán trong mắt của các bạn khán giả. Cho nên là mỗi một cái chương trình, mỗi một cái hình ảnh, mỗi một lần xuất hiện thì Sam luôn cố gắng mang đến cho các bạn khán giả những cái hình ảnh khác hơn, mới mẻ hơn, để cho mọi người cảm thấy là mình không có bị đóng khung và không có bị nhàm chán trong một cái hình ảnh nào đó. À, hồi nãy có nói với mọi người về cái những cái phần quà ngày hôm nay Sam tặng cho mọi người đúng không? Và mọi người hãy nhớ là mình hãy xem đến cuối livestream nha. Bởi vì ngày hôm nay Sam sẽ dành tặng 10 phần quà lận nha. Ngày hôm nay bạn nào xem á thì sẽ có cơ hội sẽ nhận được 10 phần quà từ Sam. Thú vị không nè? Hôm nay là vừa ngồi coi livestream mà vừa có quà nữa nha. 10 phần quà từ Sam và Sam bảo đảm là 10 phần quà này thì ai cũng thích hết. Nhất là con gái, đặc biệt là con gái thì sẽ rất là thích món quà của Sam nha. Có ai thích làm đẹp, có ai thích make up và trang điểm hàng ngày không nè? Cái món quà này thì sẽ rất là phù hợp với lại nhất là những cái bạn nữ. Còn nếu như là bạn nam thì mình sẽ dành tặng cho những người phụ nữ đặc biệt. Đối với mình chẳng hạn như là mẹ, bạn gái, bạn hay là chị gái vân vân. Đó, và ngày hôm nay nha, Sam sẽ cho mọi người xem cái món quà mà ngày hôm nay Sam sẽ tặng cho mọi người. Mọi người nhớ là share livestream nha. Sam sẽ dành tặng ra là 10 phần quà cho 10 bạn share livestream nhiều nhất nha. Sam sẽ chọn là 10 bạn ngẫu nhiên và 10 bạn share livestream nhiều nhất. Các bạn nhớ là share livestream, sau đó đến cuối cái like này thì mọi người nhớ là comment cho Sam biết là các bạn đã share bao nhiêu lần nha. 10 phần quà lận, cho nên là ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều bạn có cơ hội nhận phần thưởng. Em sắp được nghỉ hè rồi nè chị ơi, Quỳnh Phương Ly. Nhưng mà là chuẩn bị thi học kỳ 2 đúng không nè? Bé phải cố gắng thi học kỳ 2 được tốt nha. Các bạn biết là Sam á, thì rất là thích make up và gần đây á, là phải nói là cái bộ sản phẩm này, cái bộ son mà Sam rất là thích luôn và Sam cảm thấy nó rất là đẹp, cho nên là Sam có muốn á, ý định là muốn tặng 10 phần quà, đó chính là 10 cái set son mà Sam đang có để cho các bạn, cho mọi người xem thử nha. Đây, và Sam bảo đảm đây sẽ là cái món quà mà ai cũng thích hết, một chiếc hộp rất đẹp đúng không? Mọi người sẽ nhìn trong đây là cái gì nha. Đây là một cái chiếc hộp được thiết kế giống như là một cái hộp quà vậy đó. Và khi mà mở ra nè,
Đẹp không? Lấp lánh ha. Có màu gold. Và cái dòng son này thì có tên là Gold 2-trong-1, nhưng mọi người có thể gọi tắt là Gold thôi. Đúng như là cái tên của cái sản phẩm này thì khi mà mở ra mọi người thấy là những cái cây son nè được thiết kế với những cái màu sắc rất là bắt mắt luôn, màu gold nhìn rất là đẹp. Và đây á, là một cái đây hồi nãy á, bạn hỏi là Sam đang xài son màu gì đó, thì Sam đang xài son gold này màu số 6. Màu Sam đang xài là màu số 6, mà hồi nãy Sam có ăn ăn cái gì cái này nè, ngồi ở nhà rảnh Sam có ăn cái này là cái gì ta, khoai môn sấy, Sam có ăn cái này cho nên nó hơi bị trôi một chút xíu rồi, chứ màu Sam đang đánh nó là màu cam cháy á, màu số 6 á. Và cái bộ sản phẩm này á nha, hồi là Sam rất là thích luôn, bởi vì á, cái cây son này á, ở cái dòng son gold này á là của công ty Mini Garden. Sam nghĩ là các bạn cũng sẽ không có quá xa lạ gì với thương hiệu Mini Garden, bởi vì á Mini Garden là một cái thương hiệu mà chuyên sản xuất những cái dòng mỹ phẩm cao cấp và thành phần á là thiên nhiên và 100% được nhập khẩu từ nước ngoài. Và đây là một cái thương hiệu khá nổi tiếng rồi, khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, trong nước. Hồi trước Sam cũng đã từng có review cho các bạn rất là nhiều về những cái dòng sản phẩm trước của Mini Garden. Hồi xưa là son gì ta? Sao không có nhớ cái tên cái cây mà màu đen đen á? Không, hình như son Rose hả? Không có nhớ cái tên nó lắm. Nhưng mà bây giờ thì Mini Garden cho ra một cái dòng sản phẩm mới, đó chính là son Gold. Thì cái dòng sản phẩm này Sam rất là thích. Cái dòng sản phẩm trước Sam xài đó là son kem, nhưng mà cái này là son thỏi và là son sáp chì, son chát sáp lì. Cho nên là sử dụng nó rất là thích luôn. Nếu như mà bạn nào thích cái chất son mà lì lì á, giống như Sam á, thì sử dụng cái này bảo đảm sẽ rất là mê ha. Đặc biệt á, là cái cây này á, Sam một điểm mà Sam thích nữa là cái thiết kế rất là đẹp và rất là bắt mắt với một cái màu gold như vậy nè, nhìn thật sự là ấn tượng luôn. Và một điểm đặc biệt nữa, cái son này là son này gọi là son, tại sao gọi là son 2-trong-1, bởi vì nó là hai đầu nha. Mọi người nhớ là share livestream nha, yên tâm là đến cuối livestream á, Sam sẽ dành tặng 10 phần quà là 10 cái phần son như thế này, để dành tặng cho 10 bạn share livestream nhiều nhất nha. Nhớ là share livestream ở chế độ công khai nha cả nhà. Đó, và tại sao cái cây son gold này được gọi là son gold 2-trong-1, bởi vì đây cho mọi người xem nha, son này sẽ có hai đầu. Đầu đầu tiên sẽ là đầu son dưỡng. Đầu này sẽ là đầu dưỡng nha. Và đầu này á, thì sẽ là đầu màu. Và son này á, là dạng son sáp lì, cho nên là đánh sẽ rất là đẹp và rất là ăn. Lát đây Sam sẽ test thử cho mọi người xem. Đầu tiên thì phải nói là cái dòng son này thì của Mini Garden. Và một cái điểm mà như hồi nãy Sam nói như lúc đầu á, Mini Garden á là một cái công ty chuyên sản xuất những cái dòng mỹ phẩm cao cấp, như mọi người biết từ trước giờ rồi, và khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi. Mình không có băn khoăn về cái thương hiệu. Và cái sản phẩm này á, thì một điểm mà Sam rất là thích nữa nha, chính là thành phần là từ thiên nhiên và 100% được nhập khẩu hết, được nhập khẩu từ nước ngoài, từ những nước châu Âu nè, từ Nhật Bản nè, từ Hàn Quốc nè. Cho nên về cái độ an toàn á, là cực kỳ an toàn luôn. Mà đặc biệt những cái sản phẩm về son á, là Sam luôn luôn chú trọng thứ nhất á, là thành phần, thứ hai là công ty có uy tín hay không. Bởi vì mọi người biết á, là khi mọi người sử dụng son á, là son là trực tiếp thoa lên môi, chúng ta sẽ ăn mỗi ngày và nó sẽ rất là dễ đi theo thức ăn và đi vào trong cơ thể của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta sử dụng một cái loại son hỏng tốt thì nó cực kỳ có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và cái dòng son này á có chứng nhận là không chì của FDA, cho nên là cực kỳ an toàn nha. Nếu bạn nào lo sợ những cái dòng son, tại vì đa phần những cái dòng son trên thị trường, nếu như mà những công ty không có uy tín thì đa phần nó sẽ có chì. Bởi vì có chì thì nó đánh là sẽ rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thì cái dòng son Gold của Mini Garden á, dòng son này á, là được kiểm chứng của FDA là không có chì, là son khoáng không chì, cho nên là các bạn sẽ an tâm khi mà sử dụng. Và còn có chứng nhận là thành phần thiên nhiên của Ecoser. Đây là một cái điểm rất là đáng tin. Và với cái chứng nhận là thành phần thiên nhiên này thì vô cùng an toàn, ngay cả cho mẹ bầu nè, hoặc là bà mẹ đang cho con bú cũng sử dụng được nữa nha. Và các bà mẹ bầu hoặc là các bà mẹ đang cho con bú thì chúng ta cũng hãy tự tin làm đẹp. Bởi vì á, thường á, là Sam thấy là như là những cái người quen của Sam á,
có thai hay là có bầu hay là có đang cho con bú thì họ rất là quan tâm cho sức khỏe của họ, không phải là vì gì hết, nhưng mà quan tâm vì sợ ảnh hưởng đến là em bé của mình, đứa con của mình, cũng vì sợ những cái sản phẩm mà mình sử dụng trên người thì ảnh hưởng đến những em bé của mình. Sam còn nhớ là hồi xưa là chị của Sam mà khi mà có thai là không có được nhuộm tóc nè, không có được sơn móng tay, bởi vì những cái đó là nó có hóa chất, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến em bé. Hoặc là khi mà mình cho con bú nó sẽ dính lên người của mình, sau đó là sẽ dính lên người của em bé là cũng không tốt. Còn với cái dòng Son Gold này thì mọi người yên tâm nha, bởi vì có kiểm chứng của FDA là không chì rồi, và có cả kiểm chứng của Ecocert nữa, là thành phần từ thiên nhiên cho nên là an toàn cực kỳ, ngay cả đối với bà mẹ đang cho con bú và bà mẹ đang mang thai. Bây giờ Sam sẽ test thử cái sản phẩm này cho mọi người xem nha. Đợi Sam xíu nha. Đây cho mọi người xem thử nha. Đây là cái màu màu này, màu số 6. Thôi Sam thử từng màu cho mọi người xem nha. Sam sẽ thử màu số 1 trước cho mọi người xem. Màu mà Sam đang sử dụng ở trên. Sao hơi tối vậy ta? Rồi. Màu mà Sam đang sử dụng ở trên môi á, là màu số 6, mà có nãy có ăn uống cho nên nó bị nhạt đi rồi. Lát nữa Sam sẽ thử lại cái màu này ha. Bây giờ Sam, đây là khăn giấy tẩy trang. Sam sẽ test thử cái cái màu số 1 thử cho mọi người nha. Đầu tiên thì Sam sẽ test thử lên tay trước đi. Đầu tiên thì Sam sẽ test thử lên tay trước cho mọi người xem nha. Một cái Son Gold, tại sao được gọi là Son Gold 2 trong 1, bởi vì nó sẽ có hai đầu. Đầu đầu tiên á, đầu này sẽ là son dưỡng, rất là phù hợp, bởi vì thường là các bạn đánh son lì các bạn rất là lo sợ, bởi vì son lì thì thường là sẽ rất là khô, thì chúng ta sợ là nó sẽ làm cho khô môi của chúng ta, nhưng mà với yên tâm với dòng son gold này thì nó sẽ có một cái đầu gọi là đầu son dưỡng, rất là tiện lợi luôn. Chúng ta đi đi cho dù là đi làm, đi học, đi đâu đi chăng nữa, chúng ta chỉ cần cầm một cây son thôi chứ không cần phải là răng tăng nghĩ là mình phải cầm một cây son lì này, một cây son dưỡng vì sợ môi khô, thì cái sản phẩm này nó có tích hợp luôn cả hai đầu. Chúng ta chỉ cần cầm một cây son mà nó cả có cả hai đầu son luôn. Mọi người nhớ là share livestream nha. Trong cái livestream này Sam sẽ dành tặng 10 phần quà cho 10 bạn may mắn lận. Sam sẽ đánh thử cái màu số 1 nha. Màu số 1 này thì còn được gọi là màu đỏ thuần. Nếu mà bạn nào mà mình thích cái sự mà nổi bật nè, và thích da bạn nào mà trắng một chút xíu á, thì lên cái màu này cực kỳ đẹp luôn. Và màu này cũng cực kỳ sexy ha. Đầu tiên Sam sẽ đánh một chút xíu son dưỡng để cho môi mình nó được cung cấp độ ẩm. Hồi nãy giờ Sam mới dùng cái khăn tẩy trang nè, Sam tẩy cái môi nè thì môi khá là khô, cho nên là mình phải sử dụng một cái lớp son dưỡng trước nha. Và đây là màu đỏ thuần. Bây giờ Sam sẽ quát lên trên tay thử cho mọi người xem trước nè. Đây là màu đỏ thuần, có nghĩa là màu đỏ truyền thống, màu đỏ thuần trước giờ đó. Đó, thì cho mọi người xem cái chất son nè, nhìn rất là lì và rất là đẹp. Bây giờ Sam sẽ đánh lòng môi trước ha. Với cái kiểu này á, với màu này á, thì mọi người đánh lòng môi sẽ rất là dễ thương. Nếu như mà bạn nào á mà mình có cái môi mà hơi mọng, hơi dày một chút xíu á, thì đánh lòng môi như thế này nè thì nhìn sẽ rất là dễ thương và tự nhiên. Và nếu như mà bạn nào mà mình thích cá tính hơn á, thì chúng ta có thể đánh hết full môi nha. Cái này Sam đang đánh một lớp rất là mỏng thôi và đánh lòng môi thôi để tạo cái sự nhẹ nhàng và dễ thương. Còn bây giờ thì Sam sẽ sử dụng cái màu số 1 này mà mình đánh full hết nguyên môi.
đánh rất là trơn và rất là mướt. Đặc biệt á là khi mọi người đánh một cái lớp son dưỡng này lên trước nè, thì khi mà mọi người đánh cái lớp son lì lên nó rất là mướt và dễ đánh. Mọi người thấy là sam đánh nó rất là mượt, rất là nhẹ. Đây, cho mọi người xem cái màu đỏ thuần nha. Không biết là mọi người sẽ thích cái kiểu mà cái kiểu đánh môi như thế nào. Bởi vì nếu như mà là Sam đi bình thường á, Sam đi chơi bình thường thì Sam chỉ thích đánh lòng môi thôi cho nó tự nhiên. Còn nếu như mà Sam đi event hay là đi công việc chụp hình, đi những cái buổi tiệc quan trọng thì Sam mới đánh cái kiểu mà có viền môi full cái môi như thế này. Bởi vì đánh như thế này thì nhìn sẽ rất là đẹp, nhưng mà nhìn nó hơi cứng và không có tự nhiên. Mỗi màu thì Sam đều sẽ wash thử hai kiểu đánh lòng môi và đánh full môi để cho các bạn có thể xem thử. Khi mà mình đánh lòng môi á, nó sẽ ra cái màu nhạt hơn, còn đánh full môi nó sẽ là một cái màu đậm hơn. Và đây là màu số 1 nha. Bây giờ Sam sẽ test thử cái màu số 2 cho cả nhà xem nha. Và mình nhớ share livestream nha. Lát nữa kết thúc live xong sẽ chọn ra 10 bạn và tặng 10 cái son ha. Màu tiếp theo thì Sam sẽ quét cho mọi người xem trong cái bộ son này sẽ là màu số 2. Xong sẽ đánh một lớp son dưỡng trước. Mọi người nhớ là mình đã đánh một lớp son dưỡng thì mình đánh cái đầu lì, cái đầu son lì vào nó sẽ mướt hơn. Và nó sẽ không có bị khô, nó sẽ giữ được ẩm cho mình suốt cả ngày mà không có sao hết. Màu số 2 này thì nó là một cái tông màu đỏ nâu. Em sẽ quét lên trên tay trước nha. Cho mọi người xem nè. Màu đỏ hơi nâu nâu hồng hồng một chút xíu. Màu này thì rất là baby, nhẹ nhàng và phù hợp cho những bạn nào mà mình thích cái sự nữ tính nè, baby cute. Những bạn mà đặc biệt là những bạn yêu màu hồng á, giống như Sam á, thì đánh màu này cũng sẽ rất là thích. Ê, màu số 2 mà Sam chỉ đánh lòng môi nha. Sam đang đánh thử lòng môi trước cho mọi người xem nè. Đây là màu số 2 mà Sam chỉ đánh lòng môi thôi. Màu này á, thì nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Nếu như mà bạn nào á, thích cái sự nữ tính á, thích cái phong cách là Hàn Quốc, nhẹ nhàng, cute thì đánh màu này sẽ rất là đẹp. Đây, cho mọi người xem gần. Bây giờ Sam sẽ đánh full môi màu số 2 này cho mọi người xem nha. Đây, đây là màu số 2 nha cả nhà. Màu số 2 này thì sẽ có tông là màu đỏ, nâu nâu, hồng hồng. Và màu này thì sẽ rất là dễ thương, baby. Cho mọi người xem nè. Còn bây giờ Sam sẽ thử màu, tại vì cái bộ này sẽ có tới 7 màu lận. Nếu mà swatch cho mọi người xem sẽ hơi lâu. Mọi người nhớ share livestream nha. Hồi chiều mới gặp chị Sam đó mà mưa quá. Trần Thị Thu Hạ. Em gặp chị ở đâu vậy Trần Thị Thu Hạ ơi?
Bây giờ Sam sẽ bôi cái màu số 2 này nha. Cái độ bám của son này rất là tốt. Sam đang dùng là khăn tẩy trang á thì mới có thể ra được. Son rất là lì, độ bám tốt nhưng mà nó lại không có bị khô bởi vì do mình có cái đầu son dưỡng á. Và bây giờ Sam sẽ quắt màu số 3 cho mọi người xem nha. Đâu nè. Màu số 3 này thì có lấy một lớp son dưỡng chứ. Nếu các bạn muốn tạo độ lì nhiều thì các bạn đánh ít dưỡng lại một chút xíu. Còn nếu như mà bạn nào muốn đánh thành một cái bờ môi mà mọng mà căng luôn á thì chúng ta sẽ đánh nhiều nhiều dưỡng vào. Nhiều dưỡng vào thì nó sẽ tạo thành một cái lớp son bóng và rất là căng đẹp. Màu này là màu đỏ cam nha. Màu số 3 này sẽ là màu đỏ cam. Xong sẽ quát lên trên tay trước. Đây. Màu này là màu đỏ cam nha. Mọi người nhìn thấy rõ không? Cái này là Sam đang đánh lòng môi trước nè. Lúc nào cũng vậy, mình đánh lòng môi không thì nhìn sẽ tự nhiên và mềm mại hơn. Các bạn có nhiều bạn hỏi Sam là đánh lòng môi như thế nào, nhưng mà cực kỳ đánh lòng môi là cực kỳ đơn giản luôn. Một bạn mà không hề biết make up cũng có thể đánh lòng môi được, bởi vì cái này không có đòi hỏi kỹ thuật, không có đòi hỏi khéo tay hay gì hết trơn á. Thím ơi, chia sẻ mấy lần vậy thím? Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha, Cherry Quỳnh ơi. Đây, và bây giờ thì Sam sẽ đánh cái màu số 3 này mà đánh full môi nha. Đang đánh cho mọi người xem là kiểu đánh lòng môi nè ha. Cái này thì đơn giản lắm, lát nữa cái thử cái màu tiếp theo Sam sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh lòng môi nha. Cách đánh full môi thì có thể là chúng ta sẽ cần đòi hỏi cái tay mình khéo hơn, nhưng mà còn đánh lòng môi thì đơn giản lắm. Đây. Cái màu đỏ cam này á, đánh lên hết full môi thì nhìn sẽ rất là đẹp. Đặc biệt đó là bạn nào mà da trắng nha, da càng trắng thì đánh cái màu đỏ cam này lên sẽ vô cùng đẹp luôn, vô cùng trắng luôn. Cái màu này thì Sam khuyến khích các bạn mà da mà hơi tối một chút xíu, da mà gọi là da mà mình bị xỉn màu á, da hơi mật ong một chút xíu thì không có nên đánh màu này. Tại vì màu này sẽ có thể làm cho cái làn da của bạn tối hơn nếu như mà da bạn đang tối nha. Cái màu này thì sẽ cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà da sáng, da trắng một chút xíu đánh sẽ rất là đẹp. Màu này đặc biệt là đánh ban ngày á, những bạn nào da trắng mà đánh ban ngày sẽ đẹp vô cùng luôn á. Và bây giờ Sam sẽ bôi cái màu số 3 này nha. Cả nhà kịp xem màu này rồi đúng không? Cả nhà nhớ share comment nha. À, bạn Đào Thu Ngân đang comment nè. Các bạn muốn mua cái bộ sản phẩm Gold, bộ sản phẩm mà bộ son gold giống như Sam thì có thể liên hệ bạn Đào Thu Ngân nha. Hồi nãy bạn nào hỏi là cái cây son này bán bao nhiêu đó, thì một cái cây son gold này chỉ có giá là 255 thôi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mình mua nguyên một set như thế này nè, nguyên một set son gold này 7 cây thì chỉ có giá là 1.155.000 ngàn. Mình tiết kiệm được hơn 600.000 lần, bởi vì 255.000 một cây mà nhân cho 7 thì nó sẽ là 1.155.000
1,7 triệu mấy, hình như 1,78 triệu hay sao á. Còn chúng ta mà mua một cái set này thì chỉ có giá là 1,155,000 thôi, sẽ tiết kiệm được hơn 600,000 lận, và còn được tặng một cái hộp rất là đẹp như thế này, làm quà sẽ vô cùng tuyệt vời luôn. Nếu như mà những bạn nam nào á, mình đắn đo, mình suy nghĩ, mình không biết là mua quà gì cho chị gái, cho bạn gái, cho người yêu, thì hãy nên lưu ý cái set quà này. Và cái set quà này Sam bảo đảm là sẽ khiến cho tất cả các cô gái đều mừng rơi nước mắt hết. Không có con gái nào mà không son hết mọi người. Bây giờ Sam sẽ test thử cái màu số 4 nha. Cũng nên đánh một lớp son dưỡng nha. Cái son này nó tiện lắm vì nó có hai đầu. Mình đi đâu mình cũng chỉ cần mang một cây thôi là cũng tích hợp luôn cả hai màu vào rồi. Bây giờ Sam sẽ test thử cái màu số 4 này là màu hồng đào lên trên tay cho cả nhà xem trước. Màu này bạn gái nào mà baby cute thích màu hồng giống như Sam thì sẽ cực kỳ ưa thích nè. Mọi người xem kỹ nha. Màu này là màu hồng đào nha. Đây nè. À, bây giờ Sam sẽ đánh thử màu hồng đào. Và đã đánh lòng môi nha. Chỉ cho mọi cách đánh lòng môi vô cùng đơn giản luôn. Đánh lòng môi không cần phải tay nghề, không cần khéo tay, không cần có kiến thức về make up, ai cũng có thể đánh được hết. Đây, chỉ cần đưa cây son ra, đánh lên phía trong lòng trong thôi, hở môi một chút xíu. Sau đó mình hơi bậm bậm nha. Bậm nhẹ thôi. Trên trên. Vậy là xong một kiểu đánh lòng môi rồi. Đánh lòng môi có nghĩa là mình không có đánh vỏ rõ viền lắm, nhưng mà chúng ta vẫn có đánh cái màu thì nó vẫn kiểu gần như là full cái môi, nhưng mà nó không có rõ cái viền nha. Chứ không phải đánh lòng môi là đánh xíu muội ngày xưa đâu. Đây, mọi người thấy ha. Thì nó sẽ tự nhiên hơn. Còn nếu mà các cách đánh mà nó có viền, nó đánh full môi thì nó sẽ tạo cho mọi người cái sự hơi cứng một chút xíu. Đây là màu hồng đào nha, màu số 4 nha, màu số 04. Bây giờ Sam sẽ thử, đây là màu hồng đào đánh lòng môi thôi, và bây giờ Sam sẽ thử đánh full môi trước nha. Mọi người thấy á, tuy là đây là một cái son thỏi nhưng mà nó lướt cực kỳ mềm, cực kỳ mướt trên môi của Sam luôn. Mọi người thấy khi mà mình kéo á, tại vì mọi người nhớ nha, cái son á mà nó không có gọi là không có cái độ mịn á, không có cái độ mịn và không có cái độ mướt á, thì khi mà mọi người kéo á, mọi người vẽ như vậy sẽ không có được đâu. Thường là nếu mà vẽ những cái viền môi như vậy á, thì nếu mà những cây son mà nó không có được mịn, không có được mướt á, cái chất không có tốt á, thì chúng ta phải thường dùng những cái cây cây mà chuyên vẽ viền á, cái cọ vẽ môi á, cái cọ viền môi á, chúng ta mới có thể vẽ viền được. Bởi vì khi mà kéo á thì cây son này sẽ bị rít. Nhưng mà đặc biệt á là cái dòng son gold này á, chúng ta kéo chúng ta có thể dùng trực tiếp cây son mà vẽ viền môi được luôn. Bởi như mọi người thấy là Sam trực tiếp dùng cây son Sam vẽ viền môi, bởi vì cái chất son rất là mướt, chúng ta có thể kéo rất là êm. Đây là màu hồng đào nha. Lát nữa Sam sẽ test lại về cái độ mướt của cây son này cho mọi người xem nha. Màu này á, thì màu này là bạn nào mà giống như mặc đồ màu hồng giống như Sam nè, thì mình lên cái màu này sẽ cực kỳ xinh xắn luôn. Màu này thì thích hợp cho những bạn nào mà trẻ trung, dễ thương, thích style bánh bèo thì màu này sẽ rất là ăn ha, màu này sẽ rất là hay luôn. Bây giờ Sam sẽ bôi cái màu này nha. Sam sẽ phủ một lớp tại vì Sam test nhiều màu son quá, Sam sợ là cái màu nó còn dính trên môi. Test ra cái màu sẽ không chuẩn để cho mọi người có thể xem được. Và bây giờ Sam sẽ thử cái màu số 5 nha. Màu số 5 Sam sẽ quét lên trên tay trước. Màu số 5 này là màu hồng sen.
lại là một tông màu hồng nữa dành cho các tín đồ màu hồng. Đây, các bánh bèo nào mà thích màu hồng giống như Sam thì chúng ta có thể thử nha. Cái màu hồng này cực kỳ hợp với lại cái tông make up mà Sam đang có trên mặt và cả cái bộ đồ của Sam luôn, cái áo màu hồng này. Đây, đây là màu hồng sen nha. Sam sẽ dùng cái màu hồng sen này đánh lòng môi trước. À, Sam quên sử dụng cái đầu son dưỡng rồi. Không sao, không sử dụng đầu son dưỡng cũng được, bởi vì cái chất son này rất là mềm và rất là mượt. Màu này cực kỳ xinh luôn, cả nhà thấy chưa? Màu này là màu màu số 5, màu hồng sen. Sam đang dùng cái màu hồng sen này để đánh lòng môi, thì cả nhà thấy nha. Đánh lòng môi nè. Cái màu lên rất là đẹp luôn. Màu này nếu mà ai mà là tín đồ của màu hồng nha, lên màu này sẽ cực kỳ ưng luôn. Và bây giờ Sam sẽ sử dụng cái da ngăm, nên chọn màu nào phù hợp vậy chị? Thanh Nga Genius ơi, nếu như mà là em là da ngăm, ngăm ở mức độ nào? Như nếu mà ngăm á, ngăm ngăm nhiều thì em sẽ nên sử dụng cái màu màu này cũng dễ thương nè, chị nghĩ là màu này cũng sẽ phù hợp nè. Màu này nè, màu số 2 nè, màu số 5 nè, màu số 2 nè. Màu số 5, màu số 2, màu số 4 đều có thể được nha. Chúng ta nên tránh ở trong những cái màu mà trong năm màu mà Sam đang quá thì chúng ta nên tránh cái màu số 3 thôi nếu mà da ngăm. Bây giờ Sam sẽ đánh full môi nha. Màu số 5 này rất là đáng yêu luôn á cả nhà. Nếu mà ai mà là mình là fan fan của màu hồng á, fan của màu pink á thì nên sở hữu một cái cây màu số 5 này. Bây giờ Sam sẽ đánh full môi nha, cả nhà thấy nha, Sam chỉ dùng cái này nè. Đây, màu số 5 này mà đánh full môi hết nè. Màu đánh lên rất là đẹp. Màu này nếu mà ai là fan của màu hồng thì nhất định là phải nên sở hữu cái màu này nha. Bây giờ Sam sẽ bôi cái màu số 5 này và test thử hai màu còn lại nha. Bây giờ Sơn sẽ bôi cái màu số 5 này. Màu này mà bạn nào yêu màu hồng thì nhất định phải có, không nên bỏ lỡ. Bây giờ Sơn sẽ quét thử cái màu số 6. Màu số 6 là màu hồi nãy Sơn đánh từ ban đầu á. Có mấy bạn hỏi á, nhưng mà đây Sơn thoa cái màu một chút xíu, tại hồi nãy giờ Sam quát khá nhiều và Sam dùng khăn tẩy trang á, bôi khá nhiều cho nên là môi mình hơi bị khô ha. Sử dụng cái đầu son dưỡng này để mình thoa một lớp thì cái môi mình nó sẽ lấy lại được cái độ ẩm ngay lập tức. Và bây giờ Sam sẽ quát lên trên tai. Màu số 6 này được gọi là màu cam cháy nha. Và màu này á, là cực kỳ cá tính luôn. Sam thì rất là thích những cái màu trầm, những cái màu có tông hơi trầm một chút xíu. Đây, đây là màu cam cháy ha. Và bây giờ Sam sẽ quát thử cái màu cam cháy này. Sam sẽ đánh lòng môi như là Sam lúc đầu á. Và đây là màu cam cháy nè.
Màu này thì rất là dễ thương. Nếu như mà chúng ta dùng cái màu cam cháy này đánh lòng môi thì nhìn sẽ rất là nhẹ nhàng. Còn nếu như mà dùng màu cam cháy này mà đánh hết nguyên môi á thì nhìn sẽ vô cùng cá tính luôn. Bởi vì màu này á, màu này thì đối với Sam là có lẽ là phù hợp với những bạn nào mà mình có gu về thời trang một chút xíu, mình kiểu kiểu mặc đồ thời trang một chút xíu thì sẽ hợp, cực kỳ hợp với màu này. Bây giờ sẽ sử dụng màu này mà mình đánh hết full môi nha. Màu này mà các bạn đi cái tông má hồng màu cam á và mắt màu nâu sẽ rất là đẹp. Đó, cả nhà thấy không? Màu này sẽ cực kỳ cá tính nha, màu cam cháy này nè. Bạn nào mà mình mặc đồ hơi cá tính một chút xíu, mặc đồ hơi thời trang một chút xíu, mình nhớ đánh mắt màu nâu hay má hồng màu cam thì lên cái màu cam cháy này nhìn sẽ rất là đẹp. Đây, cho mọi người xem lại cái tông màu. Và bây giờ chỉ còn một màu nữa thôi, đó là màu số 7. Đợi Sam sẽ bôi cái màu số 6 này, màu cam cháy này. Màu số 7 này á sẽ có tông là màu nâu đỏ. Sam dưỡng môi một chút xíu chết rồi, cái này Sam xài mà lỡ, ôi uổng quá. Sam lỡ là dặn, các bạn nhớ là mình xài son xong mình phải dặn xuống hết rồi hãy đậy nắp. Sam quên dặn xuống cho nên nó bây giờ Sam sẽ sử dụng cái màu nâu đỏ nha. Màu này thì hợp với lại những bạn mà thích cái sự cá tính nè, mạnh mẽ nè, hoặc là phù hợp với lại những bạn mà tuổi hơi hơi ngoài 30 một chút xíu thì sẽ rất là đẹp. Còn nếu không là những bạn trẻ mà phải mặc đồ thật là cá tính, thật là kiểu hơi sành điệu một chút xíu á. Tại vì cái màu này nếu như mà chúng ta mặc đồ mà quá trẻ trung hay là mặc đồ mà xì tin thì cũng không được, không hợp ha. Bây giờ Sam sẽ quát lên trên tay trước. Đây, màu này là màu nâu đỏ nha cả nhà. Và màu này là màu nâu đỏ. Bây giờ Sam sẽ test thử cái màu này lên trên môi ha. Cái này nãy Sam dặn á, nó lỡ bị ấy. Khi mà đánh với màu này mà Sam đánh lòng môi nè, nó sẽ ra một cái tông rất là trầm. Sam thì khá thích những màu trầm cho nên là màu cam cháy nè, màu số 6 và màu số 7 là hai màu Sam khá thích. Và bây giờ Sam cũng sử dụng cái số 7 này mà Sam sẽ đánh hết full môi nha. Đó, đây là màu số 7 nha cả nhà. Với màu này thì nó sẽ tông hơi trầm một chút xíu, cho nên là nếu như mà bạn nào mà mình quá trẻ hay là những em mà mình tuổi teen thì mình đánh cái màu này sẽ không có hợp nha. Màu này sẽ phù hợp với lại những bạn mà
Những bạn mà thích cái tông trầm giống như Sam, hoặc là những bạn mà ngoài 30 một chút xíu, hoặc là những bạn mà thích cái sự cá tính mạnh mẽ thì thử cái màu này. Đây là màu nâu đỏ nha, màu số 7. Rồi, thế là Sam đã test xong cả 7 màu của dòng son gold này cho cả nhà xem. Các bạn có thể xem lại nha. Đây là màu số 1, màu đỏ thuần nè. Màu số 2 nè, màu đỏ nâu hay là đỏ hồng nè. Màu số 3 là màu đỏ cam nè. Màu số 4 là màu hồng đào. Màu số 5 là màu hồng sen. Màu số 6 là màu cam cháy. Và màu số 7 đó chính là màu nâu đỏ. Và chúng ta có thể thử cái bộ sản phẩm, cái bộ son của Gold này để xem thử cái chất á, nó đẹp giống như là Sam đang trải nghiệm đây. Và nếu như mà bạn nào mà có điều kiện thì Sam nghĩ là chúng ta nên sắm một cả set son này thì nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Bởi vì mua một cây son thì nó sẽ có giá là 255. Còn nếu như mà chúng ta chưa đủ điều kiện thì chúng ta cũng có thể mua một cây son thử. Và nếu như mà ai mà chúng ta có điều kiện hơn thì có thể sắm mua hẳn một cái set son này để làm quà hoặc là để dành sử dụng cũng được. Bởi vì khi mà mua cả một cái set son á, thì chúng ta sẽ được giảm giá đi rất là nhiều. Một cây son có giá 255 nhưng mà mua cả set như thế này thì chỉ có giá là 1.155.000 thôi, tiết kiệm được tới 600.000 lận, coi như là chúng ta được tặng hơn hai cây son luôn, gần ba cây son luôn, vô cùng tiết kiệm đúng không nè. Và nếu như mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể để lại số điện thoại nha, có thể để lại số điện thoại trên livestream này và các bạn tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với các bạn để có thể bán hàng, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook của bạn Đào Thu Ngân mà Sam có tag ở trên cái livestream đó để chúng bạn có thể mua được những cái sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và các bạn nhớ share livestream nha, khi mà kết thúc cái livestream này thì Sam sẽ chọn ra 10 bạn may mắn để tặng son ha, tặng cái son gold giống như là Sam đang sử dụng đây. Thật là cái màu số 7 này, cái màu Sam rất là thích. Nhưng mà Sam nói thật nha, cái màu số 7 này sẽ rất là kén nha. Cho nên là màu số 7 này sẽ cực kỳ kén người sử dụng luôn á. Chỉ có những bạn mà mình thích cái tông trầm thật sự giống như Sam, hoặc là những bạn mà mình thích cái sự cá tính mạnh mẽ nhiều thì chúng ta có thể sử dụng được màu này. Bởi vì màu này nếu như mà những bé tuổi teen thì không có nên sử dụng, bởi vì nhìn nó sẽ hơi 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 đậm và hơi 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 trầm một chút xíu. Nhưng mà với Sam thì Sam rất là thích những màu trầm, Sam là rất là yêu thích những màu trầm, những tông màu trầm. Sam không có hợp đánh những cái màu tông màu quá, nói chung là tùy mỗi một cái dạng make up thôi, tại vì cái mặt Sam thì make up hợp với cái tông trầm, không có hợp với cái tông nổi. Và các bạn nhớ share livestream nha, Sam sẽ chọn ra 10 bạn may mắn khi mà kết thúc cái livestream này để dành tặng gửi tặng những cái phần quà nha. Bây giờ thì Sam chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn cả nhà ngày hôm nay đã xem cái livestream khi mà Sam review cái bộ sản phẩm Son Gold 2 trong 1 mà Sam đang có. Và cả nhà muốn mua sản phẩm thì có thể liên hệ bạn Đào Thu Ngân hoặc là hai cái đường link mà Sam có để trên đầu cái livestream này để có thể mua được những cái sản phẩm tốt nhất. Và Sam lát nữa sẽ chọn ra 10 bạn may mắn để dành tặng 10 cái phần son này ha. Cảm ơn cả nhà ngày hôm nay đã xem livestream nha. Trong một buổi chiều rất là mưa gió như thế này mà ngồi nghe Sam tám chuyện nãy giờ và có thể cùng Sam trải nghiệm 7 màu son rất là đẹp của bảng son gold của Mini Garden. Còn bây giờ thì bye bye, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Hy vọng là sẽ có cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hãy luôn ủng hộ những cái chương trình của Sam nha. Bye bye, see you.